Hello anh em, chào mừng anh em lại quay trở lại với channel của Bộ Đài Gaming. Thì ở video lần trước mình đã cùng với anh em nâng cái áp chip của mình là từ sẹt Mantico, từ sẹt FH của Đắk Lộc lên sẹt Mantico. Và ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em tiếp tục nâng cái sẹt Mantico này lên sẹt Brilliant anh em. Và mình cũng đã chuẩn bị hiện trên như là tất cả các nguyên liệu rồi nhé, giúp cho anh em đỡ tốn thời gian anh em ạ. Máu anh em tụt này để tôi chạy máu của sẽ của cái bài Elite nhé. Đấy, ta có một cái bù đã bị mất con nước DD thế nào. Ui, không lên được đấy nha, tí nữa nha, tí nữa chúng ta sẽ nâng cấp phòng một lên sau. DD, ui lại mất DD rồi anh em ơi. Hiện tại thì server đang giảm giá cái viên DD sụp này xuống rất là rẻ, khoảng 5 ta rút rồi. Anh em tranh thủ úp đồ luôn nhé. Đây, lại được 25 này anh em, may quá. Cái tay 25 này, hy vọng là vẫn phải giữ lại được. Đây giờ đấy, may quá, còn giữ lại được 25 DD anh em ạ. Rồi, sẽ sụp để đập đấy nhé. Để đập còn thì phải dùng sụp thôi. 7 Ui, đi sẹt luôn rồi. 2 3 4 ui là vì sẽ ép suy thế nhờ. Vì sẽ thế nhờ. Đấy, cộng 11 phần là 100% nhé. Đáng even rồi, ta phải đánh thủ. Đấy, như vậy là chúng ta có một cái tay Brilliant cộng 11. Chuẩn bị tiền đề cho việc sau này có thể là úp sẹt sẽ up vô nhé, sẽ còn đỏ đấy nhé. Cái thân rút level 1100, hiện tại sẽ thân rút này của mình là level 1300, mặc dù có nhân vật đắp lọt đã level là 8 dù đã kiếp anh em ạ, nhưng mà level nó còn lên rất là khá là ok. 11 rồi nhé, ok, còn 11 khi đi tên này anh em đừng có đập một 16 của cái viên lai nhé, vì khi anh em đập 16 của viên lai thì anh em sửa đồ rất là tốn tiền đấy. À nên để như vậy thôi, và đi trên đập lai vào 10 nè, 1 đấy. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ đến một cái mù. 1 2 3 4 5 6 7. Thì bên này thì mình cố gắng đập vài sẹt free nhưng mà nhất là sẹt FM nhé, khá là khó trong quá trình bình thường. Nhưng mà đang có event thì ta phải tranh thủ úp thôi. Đấy, như vậy là chúng ta đã có sẹt đặc lọt level 35 đấy, đấy nha. Có gì miễn chế hơn nữa. Đấy, sẹt free lên xuống, khá là đẹp đấy nha, tuyệt vời. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cùng với anh em đập harmony cho nó, để đập được harmony của season 19 thì anh em để nhà mình mạo Aya nhấp vào con nhân vật xanh này anh em. Đây, đó, Geridon này nhấp vào Green Action Harmony và chúng ta sẽ đưa vật phẩm của ta vào. Đó, đây là các dòng sẽ được tạo ra, nếu như anh em muốn lấy thì anh em sẽ nhấn vào là confirm mục đi nhé. Đó, và anh em sẽ có được hai cái dòng màu trắng đấy nhé. Ở đây mình có 31 viên. Ui, MP làm gì, thôi một tí mình tự lấy thôi nha. Đấy, tăng
Mana lên hạng 2 và giảm dạ, hư hỏng đồ xuống 30 điểm. Ui à. Không có dòng nào. Đây, đây, Vít lấy giảm dạ, thương cũng được nha. Dù đang có 10 thôi nhưng mà cũng đỡ. Ta lấy 8. Sau đó đập liệu khác ấy, 50 về AG. Ui, cho mày nhé mày. 50 về AG thì nên lấy nhé. Friend là AG. Sao mà cảm thấy thế này? P100 này anh em, AG còn 13 điểm, to này. Cái quần thì đi đây. Ui rồi, hai dòng trắng. Ui, AG 27 điểm trắng. Tin luôn. Họ có 8. Đấy, AG 100 điểm anh em, lấy lên lên lấy. Bao giờ sửa tổn nữa. Cũng không tìm đấy anh em. Tục nữa là cái tay, hay chưa có anh em. HP 100 điểm đấy cái nào. Thêm 100 máu đấy anh em ạ. 100 máu của season đánh reset được khá là ok anh em. Đấy, chẳng thích thương 50 100 máu, HP AG. Đây, cái này đi nhé. Em ra ổn nào ok hơn ổn đây không? Thêm 50 HP 7 HP AG này nha, ok hơn này. Đấy, đó lên được 1.600 AG, cái gì là luôn phải rồi, ấn tiến xem thử đi nhé. Mình nghĩ là ok thôi anh em ạ. Đấy, cái này là chúng ta con được có 56 á, cái sụp đấy là 18 bên B, thì vấn này thì khá là bị sụp đấy nhé, anh em lưu ý. Bài nào thấy mình vẫn đang trên ở bài Elito chốt đi nhé, mình vẫn đang trên ở Elito đấy, bài quả có đi búp ấy là khó, nhưng mà để anh em trên ở đây thì anh em có thể nhặt được là ability thẻ đấy nhé, giờ dùng giúp để cho anh em có thể tấn công được mặt năm và hẹn gặp lại anh em ở cả video tiếp theo. Anh em mình quyết định lại cho mình một lượt like cũng là một lượt đăng ký kênh nhé, cảm ơn anh em rất là nhiều, bye bye.